Ô này vẫn nhiều lắm mà chú ạ. Nó cũng lâu. À. Cái này nó cũng nhược điểm hơi mùi thôi nhưng mà nó cạn nè. Nó chai mới chai. À cái này chai của cháu thứ hai là 17 chứ. Mốc của cháu nó đi hội nghị thôi phải. Nó còn trên nữa. Đi đây cơ, đến đây một chút nữa. Xin rồi. Nào, khoan nhai không cần đi rồi đấy. Nói thật, cứ chuẩn bị mà chuẩn bị để lọc. Là chuẩn bị là mẫu chứ ạ, là mẫu. Nhai phụ. Khi mà cái quẩy ra lọc, nó các bác là không sẽ lọc chứng hơn được tốt. Vậy này nhà ai phun thì chả cái này phun rồi, cái này phun rồi, lọ này là dùng rồi, nhà ai dùng trả nhà hay không, lọ này dùng rồi mà đâu phải anh cái người mà về thu hoạch lúc này héo rồi có cái gì khác quả gì ạ, cái người mà lúc thu hoạch là nó cũng hay bị héo quả, có cái chương trình thì khắc phục được, lúc thu hoạch nó bị héo quả phải không ạ, quả héo đấy, lúc thu hoạch là quả nó héo đấy, uống vẫn xanh nhưng mà quả héo không được cây có nghĩa là xin thưa tôi để các bác thế này. Ờ, cây bưởi hiện nay ấy, đặc biệt là những cây mà các bác rất nhiều. Ở đây các bác trồng bưởi đến chuyên nghiệp rồi phải không ạ? Ở đây các bác trồng bưởi các bác có trồng sâu không ạ? Trồng nổi nhiều ấy. Trồng nổi nhiều hơn phải không ạ? Cây bưởi đó là cây dễ thở phần trên mặt. Cũng là chúng ta cũng phải trồng bầu bùng làm sao nó phải hở gốc ra. Thì các bác trồng sâu lá rất nhiều, quả bồm hết phải không ạ? Nhưng mà giờ mấy người trồng sâu đa số trồng đúng. Không ai trồng sâu được cả, trồng sâu là hỏng luôn. Sâu chỉ chết đất đồi. Đất đồi trồng sâu hỏng ạ. Đồi. Phải khơi nó ra, phải không ạ? Cái dây bởi lúc nào cũng phải hở trên mặt đất. Nếu bác trồng sâu làm sao ạ? Không thở được. Đó, thì làm sao ạ? Chính nói các bác là chỉ có lá thôi, quả bị bồm hết luôn. To luôn. Rất to, rất to, vỏ dày. Bởi nhiều chất hạt quả. Con kali không thấm được, kali không thấm xuống dưới được. Khi nó nằm ở trên không ngọt. Cái dây đất nó không thấm được kali. Dây tơ tôm trên nó có tôm đâu. Đúng rồi, không ăn được kali. Cái dây tôm nó không đón được. Không đón được. Đón được kali. Ông thủ nó không hấp thu ở trên. Lá đẹp. Lá đẹp quả héo rồi bác. Cái cuống mà bầu được cái quả vẫn tươi, vẫn xanh bình thường, không héo gì. Mà quả thì này vẫn héo nhưng mà sơ ở trên nó mất bầu quả đó. Cạnh nhưng mà mình vặn xuống. Mình thấy héo như bình bệnh. Chứ nếu mà người quỷ nào cũng bị héo. Héo héo quả. Héo quả. Cạnh không héo. Nếu cạnh héo thì mình cho nó là chết sắp. Chuột cũng phải chạy. Chuột không bao giờ đến luôn. Đánh hay lắm. Thực ra ấy, những quả héo ấy thì nó ở những cái cành nó suy dưỡng, nó bị đụng lá. Dạ. À, thì nó bị héo. Không phải anh ơi. Cành vẫn đẹp. Sao cái lá vẫn đẹp. Khá mà. Cái quả héo đẹp. To mà cái lá rất tươi. Quả to luôn chứ. Quả dính ở trên thân mặt xuống nó biết cái này héo. Nếu cây mà cành mà kia héo nó sẽ dính mất chứ gì. Ui dung lên dung thì lên. Không dung. Không dung. Không dung. Không dung. Kể cả ông dung không dung. Đất vàng đẹp. Sự mà đẹp đẹp. Hơ vàng đẹp. Họ phải vắt nó mới rơi. Nếu mà cành. Nhạc dung thì chúng ta dùng nó thôi. Nếu mà ra nó càng nhiều cái. Nếu mà nó héo. Nhưng mà héo rửa cây. Chắc nó phải tầm bắt đầu lên đánh thường xuyên mà đánh cho nó thường xuyên đánh cho đánh thường xuyên cái này nó phun bao lượt tốt lắm phun đều rất tốt mát quả đẹp tôi nói em toàn Zizobin thôi mà em toàn chơi Zizobin đấy cái Zizobin là tuyệt vời hòa vào cái cốc mấy bạn nào chắc là bảo vậy chúng tôi chắc dễ luôn cái gì anh Zizobin sử gì chê mù á không phải chê mù tốt mà hòa lẫn vôi nhá hòa lẫn vôi đặt nhá đi vào cái bát đi cạo sống quất vào dày luôn nay quét mai lại quét tiếp còn nhớ chứ chúng tôi không phải không ạ phải có cây không phải tuy nhiên thôi gì nhưng mà còn quét dễ cái này pha tưới luôn cũng rất tốt diệt nấm ở gốc phạt pha tưới ở đây các bác tôi báo cáo là hòa tiến đây xin lỗi các bác cái này
Ở đây các bác có dùng phải tưới bao giờ không ạ? Tưới nhiều. Tưới nhiều. Tưới nhiều. Tưới cả gốc cả cây luôn. Để mà đu đủ. Ngoài... Cái này tưới nhiều. Không thiếu kiểu gì cả. Vâng, thực ra khi đi bưởi ấy, nó có một cái bệnh vàng lá thúi xế phải không ạ? Thế cái gì là bệnh vàng lá ấy? Thì các bác thấy trên khi bưởi khi mà nó vàng lá nó có vàng trong cảnh ấy. Chỗ vàng chỗ không. Đúng không ạ? Thì hiện tượng đó là do cái rễ nó gây ra cả. Khi mà rễ nó thối thì nó sẽ bị hiện tượng vàng lá. Và nó thúi theo cành, cành vàng, cành sắc xanh bình thường. Thì việc xử lý dưới bên gôn các bác chỉ cần đào chung quanh cho cháu. Sau đó bác pha hạt tổ này ra khoảng 40 lít các bác tưới chung quanh cho cháu. Sau khi tưới xong thì chúng ta sử dụng một số dòng phân chuồng cũng như một số cái dòng humic bác tưới chung quanh cho cháu, sau lớp đất vào thì cây sẽ phục hồi lại được ngay. Tưới dễ đúng không ạ? Tưới không được đất không được không? Được. Tưới không ấy, sau khi tưới xong ấy thì xin lỗi các bác là nó làm cái bệ khô vào rồi. Thì chúng ta phải bổ sung một số cái dòng dinh dưỡng, đặc biệt là phân hữu cơ, phải không ạ? Bón vào bằng hoặc kết hợp với tưới phân humic để nó phục hồi làm cho cái dễ mặt nó nhanh hơn, cây nó sẽ phục hồi nhanh hơn, phải không ạ? Lớp vào rồi, không lớp vào thì ngày mai nó dinh dưỡng để nó nuôi cây, vẫn phải lớp, phải không ạ? Còn một cái bệnh nữa là cái bệnh xỉ mổ ấy, vừa rồi anh này anh có hỏi là cái gin bingo này có quản lý được không? Thì xin thưa toàn thể các bác ạ, cái xỉ mổ là do lấm Phytophthora nó gây ra. Sản phẩm Zinomin nó quản lý bệnh xỉ mổ cực kỳ tốt, phải không ạ? Các bác chỉ cần pha cái này ra, giặt sệt sệt như cắm lợn ấy, cho một ít vôi bọt vào cũng được, phải không ạ? Sau chúng ta pết vào. Tuy nhiên vì nó khô có thể bung ra thì các bác phải dùng cái rẻ ướt, các bác cuốn. Thế hiện tượng xỉ mổ chỉ một hai lần nó sẽ khô lại ngay, phải không ạ? Rất là tốt đấy. Cái cây xỉ mổ nó chỉ xuất hiện chủ yếu ở trên những cây bưởi mà già yếu ấy thì nó bị rất nhiều, hoặc những chân đất nghèo bên trước thì nó bị rất là nhiều cái bệnh đó, phải không ạ? Thì các bác còn tắm sử dụng Zinomin Gold để phun đó. Cái Zinomin Gold này nó quản lý được rất nhiều loại bệnh ở trên cây bưởi nói riêng và trên nhiều cây trồng khác nữa, ngay cả đu đủ. Thì nó các bác mà quản lý cái bệnh này chảy nhựa như cây đào rất tốt, cây đào cũng hay bị chảy gôm xỉ mủ phải không ạ? Thì sản phẩm cái hình thức quản lý nó giống hệt cây bưởi thôi, nhưng mà tôi thấy cái cây đào cái sau trận mưa là nó xỉ mủ nhiều. Dạ vâng, tại vì sau mưa là lấm rất nhiều mà lấm rất nhiều, phải không ạ? Ở trên cây bưởi các bác chú ý nhá, ở giai đoạn mà mùa mưa ấy vào khoảng cuối tháng 7 đến tháng 8 mưa rất nhiều phải không ạ? Rồi các bác sử dụng cái Optiva này, xin nói các bác là quản lý cái bệnh ghẻ loét rất tốt. Cái ghẻ loét vi khuẩn ở trên cây bưởi rất tốt, phải không ạ? Cứ cuối tháng 6 các bác phun được trong một lượt cái này, xin nói các bác này mày không sợ ghẻ loét. Sáu âm mới sau dương em nhỉ? À, thường tháng sau dương ấy. Tháng sau dương ấy. Là các bác sử dụng rồi. Tháng 5 ta bắt đầu mưa trước rồi. Mùa mưa ấy. Nó lúc nào trước mình một tháng. Đúng rồi. Là phun cái cháu nó quẩn đi cái bệnh ghẻ loét rất là tốt. Phải không ạ? Thế nên tôi mới nói là cái này anh cứ bảo lọ bé chúng tôi lọ to tôi phun tôm máy, tôi mua lọ to tôi phun nhiều mà. Phun cả một năm. Dạ. Thế là anh bảo là mua lọ to nó đỡ, mua nhiều lần mà hai nó đỡ bỏ bao bì đi không? Dạ vâng. Thế hai cái loại nhiều. Cái này có thể trộn rất thoải mái. Tất cả mà cũng bắt đầu vào. Tôi vào một lần là 10 lần. Hai này phun cùng nhau được em nhỉ? Vâng, cái thuốc Optiva là thuốc trừ bệnh, trừ nấm phổ rộng cộng với thuốc Celizon để trừ dày dệt, bọ phấn, bọ trĩ. Các bạn hoàn toàn thể cộng với nhau rất là an toàn. Với hai thuốc này các bác có thể là quản lý được rất nhiều đối tượng hiện nay rồi. Và đặc biệt là những đối tượng quan trọng nhất. Thế là phân bón đá phun cùng đất được hết? Có thể cộng với các dòng phân bón đá giàu canxi và bo ở giai đoạn này để chống dụng hoàn toàn. Dạ, cảm ơn em. Lần này phun này quá đẹp. Bây giờ sắp sửa phun này rồi nhỉ? Với thời điểm này các bác lên sử dụng sản phẩm này để phun này vừa có chưa? Cái sản phẩm này là ngày mai khi chúng ta sẽ đưa về nhà anh mạnh. Còn nếu mà phun Zizomin thì thằng kia tạm dừng nhờ em nhỉ? Vâng, lấy như chúng ta phun Optiva rồi thì thôi Zizomin. Zizomin thôi. Nó là hoạt chất giống nhau. Rồi hoạt chất giống nhau. Thằng này cao. Nó cái phân khúc hơi giống nhau. Cái này là phun rộng hơn này. Phun rộng nhiều thứ. Thì mình đỡ phải mua nhiều thuốc. Khi mình dùng này thì đỡ phải nhiều mua nhiều thuốc. Dạ vâng. Có nhà hai thì chỉ dùng một. Cái Zinomin Gold là chúng cháu đưa nó vào giai đoạn có hoa, đúng không ạ? Cái hiện nay hoa đã tàn rồi thì chúng cháu mới đưa được vào Optiva để phun giai đoạn quả lon. Optiva bảo vệ quả. Nó làm quả rất xanh. Bảo vệ quả. Vâng, đẹp quả nữa. Optiga là phổ rộng hơn, đẹp lắm, nó xanh như vậy luôn. Vâng, nó phun được nhiều bệnh luôn. Cái này nó trị nhiều bệnh hơn này. Nhiều bệnh hơn. Còn nếu mà còn Zizomin rồi cứ phun Zizomin á. Nhưng mà cái này nó khó trị bệnh
trước mình cứ đánh gì rồi đánh Josephine mà như như nào phổ rộng cái này nó phổ rộng nhiều hơn cái này phổ rộng nhiều hơn trong các thuế có nhưng mình không biết để sử dụng vừa rồi tôi mua các thế thì mới cần cái kiến thức này để mình chia sẻ các thuế có mà mình không biết mà đúng rồi trong nó đánh toàn bạch thủ mà đúng rồi Hoài Đức người ta đánh rồi Phật thủ ở trong Phật thủ chưa bạch thủ trong sống là nhiều lắm bạch thủ đây trong Phật thủ dùng nhiều rồi Phật thủ mình dùng ít anh đã có thuốc này chưa đấy do công ty phân phối mà đấy nhiều về đấy để xong mua và ngày mai khi sản xuất sản phẩm này về đánh bạch nhớ nhớ xong đây do anh này chưa bán mới bán ở trong vùng Hoài Đức thôi đang đưa ra đang thượng mang về để thế bảo sao thượng bố toàn xuống Hoài Đức để mua này kia không ai bảo sao trước thượng bố mình cứ mò xuống Hoài Đức để mua mua trước có phải không do công ty phân phối mình chưa phân phối đang thượng dạ họ xuống Hoài Đức để mua đã bỏ lên Hoài Đức mình mà sao thôi Đức Vua là phải thôi đồng là không bây giờ nó cũng khoái quản thôi tháng 8 bác vẫn đuổi đường bắt đầu nó có tuổi vàng khuôn gì hả em con tuổi vàng ấy là nó chỉ xuất hiện khi một cây bưởi lên đường thôi quả nó lên đường khi con đường bắt đầu nó mới đó à thì hiện nay có rất nhiều cách để quản lý con ruồi vàng, người dùng băng phiến, người dùng cái pháp môn để xua đuổi không ạ, môn người thì lại dùng các loại thuốc mùi xông hơi xịt dầu chẳng hạn, mua cả bẫy đặt nhiều cho đặt cách xử lý ruồi vàng cái pháp môn đấy mà các bác hay treo lủng lẳng ngoài vườn ấy, rất dụ ấy, thực chất nó là chiết xuất từ con ruồi được đấy. Bác xin là bác quản lý nó bác treo các bác thấy là mà càng treo càng nhiều, càng treo càng nó thấy nhiều. Rất rất dụ, không ạ? Thấy ruồi chết rất là nhiều. Cũng xin nói các bác là con ruồi cái bác không quản lý được chết được. Tôi giống vào cái bồng ấy, nó treo. Nên các bác chú ý là càng nhiều. Hiệu quả rất thấp, cao, mà báo cáo các bác nơi đấy nó chỉ chết con đực thôi, con cái nó vi vu tự do. Con cái nó không vào. Thực sự các bác thuốc là tốt em ơi. Dạ. Thuốc đánh thuốc là tốt. Thực ra là không dám khuyến cáo các bác nhá, tại vì thuốc muối người ta không khuyến cáo để phun ló phun cáo được mà đây chỉ là kinh nghiệm thôi kinh nghiệm của anh em chúng tôi đi làm từ nhiều nơi này người ta hay dùng thuốc muối để quản lý nhưng chúng ta là mình pha với nồng độ loãng 10 lần so với bình thường 10 lần loãng gấp 10 lần ví dụ một chai thuốc muối các bác hiện nay trong nhà là phun là pha 7 lít chẳng hạn thì các bác ra ngoài phun ngoài vườn các bác phải pha cho cháu khoảng 60 đến 7 lít sao nó gấp 10 lần thuốc muối nó có hiệu quả là tồn lưu rất lâu trên cây trồng bám trên mặt lá rất lâu được đúng không ạ nhưng đấy các bác không nên phun vào giai đoạn của chuẩn bị thu hoạch mà nên phun sớm một chút tháng 6 phun được xong rừng phun được tháng 8 nó mới vào ngọt nhá đúng rồi rồi lên đường nhá tháng 6 là có thực hiện, tháng 4 là có thực hiện. Các bác có thể kết hợp từ âm ấy nó rơi tháng xong với treo băng phiến ở vườn. Treo băng phiến ở vườn nó xua đuổi. Và các bác phun thuốc muối vào thì nó chết, cho nên là các bác có thể kết hợp song song hai cái đấy. Khi mà lúc nó non ấy mình phun muối rồi và lúc nó xong là nó chết rồi ạ, treo băng phiến thì nó cái ruồi nó không có tập tính quay lại cái vườn của bác nữa thì nó sẽ hiệu quả hơn. Cho thấy nhiều người treo băng phiến nó đỡ mà. Đúng rồi, nó xua đuổi. Băng phiến nó chỉ đuổi nhưng mà nó lại đến chỗ khác. Sang nhà hàng xóm. Mà đến lúc anh hết anh không để ý đến nó lại vào. Sang nhà hàng xóm. Sau hàng xóm đánh nó lại đuổi sang nhà mình. Đấy. Nó bay bưởi cánh ra nó ngã dọc đường. Đấy. Tháng 8 là nếu đánh vui vang thì họ mới đánh vui vui đánh không vui đánh báo cáo các đơn bác là cái đấy là không liên hoàn rồi ạ tại vì cái ruồi là không liên hoàn đánh chuyện này là cái ruồi kinh nghiệm thôi một cái cách vừa rẻ tiền mà vừa hiệu quả hơn này thế nhưng các bác biết cái loại này rồi đúng không ạ biết loại này nó là đặc trưng nó là mùi tâm lý của mình các bác nhúng vào cái rẻ nhúng vào cái rẻ treo bốn góc vườn cái này nó bay gió bay đi cho khuếch tán cái mùi đấy ra treo bốn không bay khi cái mùi của Celestron này vào rồi vàng không vào vườn nhà chú thế tôi thì đánh cái thuốc này thì tìm là nào nhưng mà các chú cứ treo vào trong cái bẫy cùng cái bẫy vàng ấy các chú treo vào nhầm lẫn cái nhúng bằng cái Celestron này cho nó khỏa cái mùi thì cái rồi vàng nó bao giờ đến mà làm cho chúng bay gốc cây luôn đúng rồi vừa an toàn về cái người ta còn có người còn dùng cái nước vo gạ cái nước rửa bát đấy cũng cho rẻ bay cuốn lên cây nó là nhiều trộn nhiều thứ nó cũng mùi mà thế đó là cái vùng biển cát của mình trộn các cái dầu rửa bát đấy cái dầu rửa bát đấy cái này bị mùi ác này cái này mùi ác này nó rất là nhiều
nhiều. Mà bán xuất khẩu là người ta sẽ trả về. Cái này mùi ác mà. Cái này được bán từ lâu rồi. Cái này đến đâu? Trong cái vùng biển Gáp của mình là không được dùng thuốc muỗi trên đấy, nó lưu tồn 6 tháng đến 4 tháng. Thì mình không nên dùng thuốc muỗi trên vườn mình. Nói chung là dùng cái lọ này thấm thường xuyên là tốt này. Nhưng cái này các bác treo ngoài vườn. Nó mùi lắm ạ. Các bác treo vào trong bể các bác phải để cả tháng. Chưa sâu bệnh nhưng mà mình đầy đủ rồi luôn, nó mùi mà. Nó mùi lắm, chung là cái này nó mùi lắm. Cái này mùi kinh thì mình cho vào rẻ, thầm mất cho thỉnh thoảng cách vài cây lại cho một cái thì nó mùi kinh khủng luôn. Đuổi ruồi được. Mình bán cái này cũng đuổi ruồi đấy, đuổi ruồi vàng. Mà cứ chắc phun ở ngoài vườn phải tầm 15 ngày không hết mùi ở ngoài rồi. Xong rồi tầm 10 ngày mình lại bơm cho nó lần thuốc vào đây nữa và rẻ tiếp. Mà vừa rẻ tiền mà vừa hiệu quả cao. Pha vào cái bình 5 lít chảy, mình hay tưới cây cảnh đấy bằng bình thuốc sâu. Đấy là cách quản lý. Nếu mà thế thì cũng được, quánh cả số bệnh luôn. Quánh cái bệnh luôn nhỉ, quánh bệnh luôn. Thôi có khi là quánh bệnh luôn nhỉ. Đúng rồi. Bác ơi, có khi xin phép các bác như này ạ. Hôm nay là hệ thống cửa hàng đã phối hợp với công ty Shigeta và công ty Khử trùng Việt Nam tổ chức cái hội thảo với các bác là cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nhất là các loại thuốc lấm bệnh trên cây bưởi thời kỳ hoa và quả lon. Thì vừa rồi anh Năm cũng đã chia sẻ với các bác về cả thông tin hai chiều giữa các nhà vườn và công ty, cũng đã giới thiệu những cái sản phẩm đánh trên nó hiệu quả trên cây bưởi trong thời kỳ hoa và quả lon. Thì báo cáo các bác là anh Năm là phụ trách trên địa bàn là toàn thành phố Hà Nội, chứ không phải là riêng ở khu vực Đan Phượng. Vừa chia sẻ các bác là một số sản phẩm chỉ có Hoài Đức và đang tiếp tục đưa về Đan Phượng, không nhất thiết là các bác phải mua ở cửa hàng nhà cháu, tại vì cháu là trong một trong cái hệ thống bán của công ty thôi, thì các bác cứ tiện đâu các bác dùng các sản phẩm ở đấy. Và chỗ cửa hàng nhà cháu và chỗ anh Cường ấy, thì là hệ thống phân phối chính hãng của chỗ công ty Shigeta Việt Nam. Thì hôm nay một buổi hội thảo thì các bác cũng đã có những cái thông tin trao đổi rất là hữu ích, và cháu lưu ý các bác là phun cái sản phẩm, tất cả các loại sản phẩm nói chung và Zidomi nói riêng trên cây bưởi thời kỳ hoa và quả non, thì cũng mong các bác là phun đúng khuyến cáo của nhà sản xuất hoặc nhạt hơn bình thường một chút, tuyệt đối các bác không phun nặng hơn hướng dẫn. Báo cáo các bác là như vậy. Ví dụ như là một gói Zidomi Gold này khuyến cáo các bác là phun từ 40 lít nước thì các bác tuyệt đối không đánh xuống 30 hoặc 20 lít. Các bác có thể đánh lên 45, 46 lít thời kỳ hoa và quả lon. Tại vì thời kỳ này nó rất mẫn cảm với các loại thuốc bảo vệ thực vật. Đề nghị các bác là lưu ý cái vấn đề đấy. Và hôm nay thì cũng rất là cảm ơn đại diện công ty Shigeta Việt Nam và cũng như là các anh trong công ty Khử trùng Việt Nam và nhất là các nhà vườn đã đến tham dự buổi thảo hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn các bác ạ. Vâng, sau đấy thì bên phía công ty của cháu cũng có mời các bác tham dự một buổi ta giao lưu trên mâm rượu cho nó rôm rã hơn. Tuyệt vời quá, lại gần gũi nhau quá. Nhà vườn với công ty vừa tư vấn ấy, sản phẩm lại được giao lưu này, tốt quá mà các bác nghe. Hôm nay ông Dung Đức thì hôm nay người đẹp quá nên cho nên là nhìn thấy tươi thế. À đấy. Em đưa các bác lên kênh cho cả thế giới biết đấy. Kênh của em là rất nhiều người xem mà toàn nông dân thôi. Rượu thì bọn em chả biết uống, nhưng mà em thì vẫn là cho thử mỗi người ít hơn để phun gọi là thử nghiệm. Thì phải đi ăn rồi mới cho thử gì. Có quà, có quà. Ăn á, có quà mà. Để ngoài ô tô, để ngoài ô tô thật mà. Có mà. Có, ngày nào cũng có. Đúng rồi, có về thực hiện luôn, có mà. Có cái gì đấy? Có quà, quà. Xin chào, quá dài luôn. Xin chào các bạn đến với kênh TV. Mình đang có vườn bưởi ở nhà bác Khoái, là người Thượng Mỗ nhưng mà đang có địa chỉ ở đội 4 Thượng Mỗ. Và các bạn xem một cái vườn bưởi mà quả phân tán rất là đều. Và mình trước khi mình quay cây xong thì mình sẽ phỏng vấn cả hai bác chuyên gia bưởi của Thượng Mỗ các bạn nhé. Bạn nhìn cái bưởi này, quả bác ấy phun gì biết mà xanh ghét. Bây giờ mình quay cho các bạn xem. Đây các bạn nhìn này. Đây, vì máy của mình chỉ quay được ở cái tư thế là không zoom cao được, vì máy mình quay Hero 8 mà mình cũng không thể nào mà dùng quay được cao được, vì mình chỉ quay những cái cành thấp thôi. Đây cái vườn này các bạn nhìn quả này. Quả này đang rất xanh lắm rồi. Và là một cây này có thể là phải trên 200 bưởi trở lên các bạn. Không giữ được các bạn nhé. Chất sai quả này các bạn này.
Cho em hỏi hai bác là bác Bình thì em sáng nay em hỏi rồi, bây giờ em bác khóa cho em hỏi là cái bưởi bác này trồng được lâu lắm chưa? Bưởi của nhà thì cái số bưởi già này là được 21 năm rồi. 21 năm ạ. Thích em thêm hỏi một câu nữa là ngày xưa bác chơi chuyên chơi cảnh, sao giờ bác quay lại về bưởi nhiều? Thì thực ra thì yêu cái cảnh ấy thì cũng yêu rồi. Dòng bưởi này nó vẫn là trong cái dòng nhà cây. Dòng nhà cây đúng rồi, cảm ơn bác. Thế cứ, em cho hỏi bác là cái bưởi bác vào quả là bóng này, ý là các bác lúc ra hoa đậu quả bác phun thuốc gì nhiều mà nó đẹp này? Thực ra thì cái tên thuốc bây giờ nó không nhớ hết, quá khó nói. Mà. Nhưng mà bác có phun nấm nữa. Cái thứ nhất là làm sao là cố gắng là để phun cho nó đúng cái thời điểm. Vâng. Thì nó mới trị được cái sâu bệnh. Bệnh. Vâng. Tức là mình đánh đúng thời gian, tức là có bệnh thì anh không mà không bệnh không đánh đỡ tốn thuốc đúng không? Vâng. Cây này của bác là em thấy quả nó phân tán rất đều này. Bác có gì thụ phấn không hay là bác cứ để tự nhiên? Thực ra thì bây giờ phải nói là nhà lông ấy thì có những thời gian rất rỗi thì dành để thụ phấn. Mình đi hỗ trợ cho cái phần thụ phấn thì cái đấy là cái thực tế là có. Là vâng. Đấy. Thế nhưng mà tôi thì bây giờ ấy thì bây giờ bảo thụ phấn này, khắp là tôi không thụ đâu. Mà bận quá thôi. Mà tôi cứ trèo cây tôi dùng. À, dùng. Vì nó rộng quá, vườn bác cái rộng quá đúng không? Vâng. Các bạn đang xem vườn bưởi rất là rộng này. À, cũng chỉ dùng cây thôi chứ không thì thụ phấn được mà quả bưởi cực sai các bạn nhé. Mình quay cho các bạn xem cây phân tán rất là đều này. Phân tán rất đều quả các bạn này. Đấy. Và quả đều lắm các bạn. Xài lắm các bạn ơi. Chỗ nào cũng có quả luôn này các bạn này. Quả đều các bạn này. Đấy, xanh đét luôn mà chỗ nào cũng có sai quả luôn mà quả tròn luôn. Bây giờ trên đầu ngón tay rồi các bạn. Bác Khoái, bây giờ bác sắp sửa phun cái chống rụng sinh lý chưa? Hay là bác xử lý phân bón chuyển Vâng. Thì cái này cái việc mà để chống rụng sinh lý thì cái đấy là có nhà sản xuất sẽ khuyến cáo. Vâng. Thế còn thực tế thì kinh nghiệm của bác ấy, tức là bây giờ bác sắp sửa bón để cho chống rụng sinh lý chưa? Hay là đợi thời gian to hơn hay là quả to hơn, này bác? To hơn mới bón được. Quả to hơn bón à? Vâng. Tức là khoảng tầm bằng ngón chân cái trên đúng không? Vâng. Chứ để chống rụng. Vì chúng mình cũng phải to hơn, đúng là đợt thứ hai đúng không? Đợt hai mới bón. Đợt hai bón không? Bây giờ mà bón nó đầy quả đúng không? Giờ bón là nó rụng sinh lý nhiều. Sinh lý hơn đúng không? Cái lúc này là chưa. Luôn lá non nhiều hơn đúng không? Vâng. Vâng. Cảm ơn hai bác. Để cho nó ổn. Bên này thì bác Bình thì sáng nay các bạn đã xem cái video mình đã quay rồi thì mà vườn bưởi bác Bình cũng rất là sai. Và hai bác cũng chia sẻ là giờ quả như thế này nhưng mà chưa bón sinh lý đâu các bạn nhé. Bây giờ vẫn chỉ là vẫn ăn các cái thức ăn mà nó có sẵn bác nhỉ. Rồi đúng rồi. Bây giờ là có sẵn vào mình nếu có trong nước thì mình chỉ phun nấm hoặc là mình oánh thêm cái đậu quả thêm thôi đúng không? Trên bo hoặc là một số chất mà nó để cho nó chính chống rụng sinh lý các bác nhỉ. Các bạn nhé, bây giờ quả này các hai bác đây cũng là vườn cừu cựu của thượng mỗ mà bây giờ là chưa dám bón cho rụng sinh lý đâu. Rụng sinh lý các bạn nhé, bây giờ vẫn là phải tưới ẩm nhỉ. Tưới ẩm để cho nó ăn cái thức ăn còn lại ở trong đất này đúng không? Cái thứ nhất là cái độ ẩm là cái phần quan trọng nhất. Đúng rồi. Quả non cây. Cây non và quả non bây giờ. Vâng. Vâng, em cảm ơn hai bác đã chia sẻ cho kênh Đức Kiên TV. Vâng. Và hôm nay thì cảm cũng quay vâng. Quay hai vườn hai bác nhà bác Bình đây, thì đây, sáng đây. Nay rồi. Đó ok. Thì hai vườn hai bác là rất là đẹp. Bác Bình là một bưởi nào đây là tất cả đoàn được chứng kiến rồi. Và xem cái vườn bưởi của bác Khoái nữa là cực đẹp luôn. Và kinh nghiệm của hai bác là bây giờ là không bón đúng không? Không bón. Bây giờ chỉ phun nếu trường hợp chỉ phun nấm thôi đúng không? Nấm và đậu quả thôi, còn bây giờ là hai quả đậu quả giờ cũng không có phun nữa mà giờ thôi. Chỉ có phun mỗi một cái nấm thôi. Nấm thôi, chống xương mưa mai nấm xương mai. Đấy đấy các bạn này. Cảm ơn hai bác nhé. Vâng. Bạn nhìn xem là quả này bây giờ là đang đẹp thế này. Mà cũng không phun gì cả, chỉ phun nấm thôi. Các bạn nhé. Các bạn xem một chút này, quầy rất sai nhưng mà các bác bây giờ là không phun gì cả, chỉ phun nấm thôi. Vì đậu quả đã phun rồi nhé, mỗi người một kinh nghiệm. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Đức Nhân TV. Hôm nay mình chia sẻ các bạn một số video là mình đã thăm vườn bưởi của bác Khoái ở đội 4 Thượng Mỗ, là một nơi mà vườn bưởi mà đã được từng được giải nhất về cây bưởi, là giải nhất cấp về chất ngon của bưởi Thượng Mỗ. Bưởi tôm vàng Thượng Mỗ là cũng là gốc của bưởi Diễn đó các bạn. Và hôm nay thì mình đã quay vườn bưởi của nhà bác Khoái ở Thượng Mỗ này các bạn này, rất là sai quả.
thì các bác chỉ phun lúc khi mà đầu bóng tay bác cũng chỉ phun nấm thôi, vì nấm bác phun đã được Zizumin khoảng hai đợt rồi, và bây giờ thì là bác chỉ phun nấm phòng chứ không phun gì nữa, bởi vì bưởi đã đậu quả rồi và không bón gì, bây giờ không bón gì, bón là dễ thải sinh lý các bạn, để quả to bằng cái tầm ngón chân cái nên các bác mới bắt đầu bón NPK. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh NTV, mình sẽ có những video thiết thực nhất mà nó liên quan đến cây ăn quả và đặc biệt là cây bưởi, để các bạn có kinh nghiệm kiến thức để các bạn áp dụng để cho thành công của bưởi của mình. Một lần nữa mình xin chào các bạn và hẹn lại các video sau. Mình sẽ quay nhiều vườn bưởi mà ở quê mình cũng như nhiều vườn bưởi mà Đức Nhân TV đã chia sẻ trên kênh YouTube của mình, và nhiều bạn đã thành công. Vì giờ mình đang rất bận, mình sẽ có nếu thời gian rảnh mình sẽ đi quay nhiều vườn mà năm nay đã rất thành công, đã áp dụng theo công thức bón và chăm sóc rất là khoa học. Một lần nữa mình xin các bạn xin chào, hẹn gặp lại các video sau. Xin chào. Thank you.